Kính thưa quý vị, cựu ngôi sao tuổi teen Amanda Bynes không đủ sức khỏe hiện diện tại tòa án, tin từ New York, Hoa Kỳ. Thẩm phán ở tòa án Los Angeles đã đưa ra phán quyết hôm thứ Ba, quyết định đưa nữ diễn viên, cựu ngôi sao nổi tiếng teen Amanda Bynes đã được chuyển đến bệnh viện khám sức khỏe tâm thần theo yêu cầu của luật sư riêng của cô. Luật sư Richard Hutton cho rằng ngôi sao 27 tuổi đã không thể hầu tòa trong trường hợp do những nghi ngờ về năng lực tinh thần của cô. Bynes đã theo lệnh của tòa chăm sóc tâm thần sau khi bị cáo buộc bắt đầu một đám cháy nhỏ ở phía trước của một ngôi nhà ở ngoại ô Los Angeles của Thousand Oaks vào tháng 7. Thẩm phán của tòa thượng thẩm Los Angeles Edward Moreton sẽ dựa vào kết quả kiểm tra sức khỏe tâm thần của Bynes sẽ đưa ra quyết định thích hợp để xem xét hành vi phạm tội của nữ diễn viên này. Trường hợp lái xe say rượu của Bynes bắt nguồn từ một sự việc tháng 4 năm 2012, trong đó cô bị buộc tội lái xe không tự chủ ở West Hollywood. Cảnh sát cho biết Bynes tấn công chiếc xe tuần tra của cảnh sát và từ chối tham gia một thử nghiệm cồn. Ngày hầu tòa tiếp theo của Bynes được lên kế hoạch cho ngày 7 tháng 1 sắp tới.